mỗi một chúng ta khi mà đã hoàn thành giai đoạn khởi động thì phần xây dựng nó cực kỳ quan trọng, nó quyết định kết quả công việc và thương hiệu cá nhân của các bạn, cũng như là tương lai sau này của chính bạn và của những người đồng đội, những người thân, những người bên cạnh bạn sau này. Cho nên bước khi các bạn đã bước qua được vòng một là an toàn, hai là khá hài lòng, ba là khá xuất sắc bài bản. Ở vòng trước đó, Ngọc đã có chia sẻ với tất cả các bạn là khi mình bắt đầu mình làm cái điều gì đó, mình hãy suy nghĩ hoặc là kỹ lên kế hoạch chỉnh chu và trả lời được 5 câu hỏi của Ngọc đề ra để cho các bạn hoàn thành. Là các bạn cũng nên làm giống như Ngọc như vậy. Mình có một cái form, mỗi một tuần mình làm điều gì, cụ thể ghi ra đầy đủ hết những công việc cần giải quyết. Đây là những công việc gì, những công việc mà giúp bạn tạo ra tiền, những công việc giúp bạn liên hệ với đối tác, những công việc nào đó mà bạn làm được, bạn hài lòng trong ngày. Cuối ngày bạn phải có một cái form là bạn phải đánh giá được công việc của mình đã đi đến tiến độ nào rồi, đã gặp gỡ những ai và cái giai đoạn công việc của bạn ở cái vòng một khởi động đó, nó đã đi đến đâu. Việc học, việc làm, bất cứ nơi đâu cũng vậy, là bạn phải có cho mình công việc phân chia cụ thể. Nếu bạn đi học, bạn có thể có biểu, bạn làm cái này, bạn có thời, có biểu đàng hoàng, bạn phân chia cho nó thì nó sẽ giúp bạn, thứ nhất là giờ giấc sinh học và bạn làm việc với nó thoải mái, dễ chịu hơn và bạn bớt bị áp lực cuộc sống hơn, bớt gặp phải nhiều cái vấn đề nảy sinh. Thì mọi thứ nó nằm trong cái tầm kiểm soát của bạn hết rồi. Nó tình huống là do bạn quyết định. Có thể vấn đề nó xảy ra hay là cái chuyện gì đó mà nó ngoài tầm giới hạn của bạn giải quyết, thì trong kế hoạch của bạn đã dự định nó đã như vậy thì bạn sẽ lèo lái được nó dễ dàng hơn là bạn không có công việc phân chia cụ thể. Thì để mà các bạn biết kỹ hơn ba vòng khởi động và những bí mật công thức làm giàu chung của tất cả những tập đoàn như là Amway, rồi tập đoàn chuỗi siêu thị Big C, là Central Group hay là công ty nào đó mà Ngọc đã từng làm như Mobifone, du lịch nào đó, nhà khách sạn cũng sao nào đó, thì tất cả nó đều nằm ở trong quyển sách này hết. Quyển sách này để bạn giàu và đẹp, và tất cả những câu chuyện, những cái hành trình mà tôi đi qua, tất cả nó đều nằm ở đây. Và mọi vấn đề của các bạn khi mà làm những lĩnh vực đó thì nó đều được lý giải trong đây. Thì trong tháng 12 thì Ngọc sẽ khuyến mãi cho cả nhà combo. Thì nhân dịp là khai trương văn phòng mới là trung tâm Anh ngữ iWiki vào tháng 1 tới, thì tôi Ngọc đang chạy rất là ráo riết cho cái trung tâm này. Thì cái vòng thứ hai hôm nay là Ngọc sẽ tặng miễn phí cho các bạn cái vòng thứ hai là những cái gì mình cần làm, cần chuẩn bị đây. Thì cái combo này Ngọc sẽ tặng cho tất cả những khách hàng của mình là người quen, người mới, người cũ, và quý phụ huynh học sinh mà có con em có nhu cầu du học và học ngoại ngữ ở tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Hoa, tiếng Nhật. Thì cái combo này sẽ được tặng kèm trong giáo trình khi mà quý vị các bạn đến văn phòng vào ngày khai trương. Cái hôm nay Ngọc muốn gửi tặng cho quý vị các bạn là mình phải trả lời được thêm 5 câu hỏi nữa cho vòng xây dựng của mình. Vòng xây dựng là con đường nó đưa bạn đi đến vòng thu hoạch. Vòng xây dựng đó là Ngọc cảm ơn anh Minh Adam, một chàng trai đào tạo telesale rất là tuyệt vời. Và anh chàng này Ngọc thấy thú vị một điều đó là ảnh có một cái lối bán hàng rất riêng biệt và nó rất khác những anh em khác nhé. Ảnh bán hàng tận tâm, tận đáy lòng. Thường thì những người làm nghề này họ đánh vào túi tiền khách hàng là nhiều, nhưng anh Minh dạy cho tất cả các học trò của mình một bí quyết ở cái vòng xây dựng đó Ngọc học được ở chỗ anh Minh, đó chính là giúp đỡ khách hàng, cho và tặng khách hàng cái gì đó, bất cứ cái gì cũng được miễn sao trong khả năng của bạn. Thông thường cái tâm lý chung của những người đi bán hàng là muốn làm sao để mà hồi là khách hàng phải bỏ tiền ra mua sản phẩm. Tâm lý chung ai cũng mong muốn là lợi nhuận trước, đúng không? Thì ở hôm nay Ngọc sẽ tặng cho quý vị các bạn 5 câu hỏi để giúp cho mình trả lời được cái vòng xây dựng này mình làm nó thế nào đây. Cái câu hỏi đầu tiên đó chính là bạn đã được thông qua dự án của mình chưa?
vị trí chức vụ của bạn trong dự án này, là cái tầm làm việc của bạn đang ở đâu, bạn đang làm việc với những ai cùng với bạn xây dựng cái dự án này. Câu hỏi thứ nhất, xác định vị trí, giới hạn, giá trị cốt lõi, rồi bạn phải xác định luôn trách nhiệm công việc của bạn, mô tả công việc. Bạn là ai trong cái dự án đó? Bạn là thành viên tham gia, hay là người kêu gọi đầu tư, hay là nhân viên văn phòng, hay là học viên trong lớp học? Bạn phải xác định vị trí của mình trong cái vòng thứ hai. Nếu như bạn muốn cái vòng xây dựng của mình tốt, bạn phải xác định vị trí của mình, biết mình là ai, đó là điều tốt cho mình. Nếu như bạn là người đi làm, cái thứ hai bạn phải trả lời được, đó là hợp đồng thỏa thuận giữa bạn và bên đối tác kia. Bạn là người đi học thì bạn có học thì bạn chỉ biết học với thời gian biểu bạn đi học thôi. Bây giờ là thời gian nghỉ trưa cho nên tốc độ tưởng hoàn hay nhanh chút xíu để cho tất cả các bạn cũng có thể theo dõi và mình giải quyết nhanh cái vấn đề vòng thứ hai này, vòng xây dựng và vòng mình muốn đạt được hiệu quả cao, mình phải trả lời được câu hỏi nhất, vị trí của bạn trong dự án đó, trong lớp học đó, trong công ty đó, trong cái lĩnh vực bạn đang làm, vị trí là gì, có nghĩa là nó đánh chức danh. Bạn phải biết chức danh của mình mới là gì. Bạn xác định được mình nghĩa vụ bổn phận mình là ở cái khâu nào đó, cái phòng nào đó. Cái câu hỏi thứ hai ở vòng xây dựng đó chính là bạn phải làm sao cho bao nhiêu người yêu thích và đồng hành chung với bạn, tin tưởng và yêu thích bạn. Vòng xây dựng, tin tưởng cái dự án các bạn đang làm, yêu thích bạn, thì những cái cách nào mà bạn làm cho đối tác bạn yêu thích, tin tưởng, tín nhiệm bạn, thì bạn vui lòng coi lại cái lan của tôi, hoặc là của cô Lan, hoặc là của anh Minh, của ai cũng được, miễn sao bạn học và bạn làm được cái bí quyết làm cho người ta tin và quý mến. Đó là lý do vì sao lần gặp thứ hai mà anh Tân là một người hoàn toàn xa lạ đã dám bổ nhiệm tôi làm giám đốc văn phòng đại diện ở đây, thì tôi cũng phải có bí quyết để làm người ta tin tưởng và tín nhiệm mình. Cho nên cái vòng thứ hai, cái câu thứ hai bạn phải nắm chắc trong mình, tôi tin tưởng là tôi làm cho người ta thích và tin tôi, người ta thích và tin tôi cái điều gì đó, phải có một cái thích và tin tôi thì cái những cái sản phẩm tôi mang tới họ sẽ thích và họ tin theo. Cái yêu thích và tin tưởng bạn đó là một cái tài sản quý giá, nó đi theo bạn đến hết hành trình cuộc đời. Bạn yêu thích, bạn tin ca sĩ nào đó, bạn tin bác bộ trưởng, bạn tin bác hiệu trưởng của trường bạn, thì những gì bác ấy nói ra là bạn tin, bạn nghe, bạn mới đăng ký học trường học của người ta, đúng không? Bạn tin cha mẹ bạn, bạn tin bạn là con cha mẹ bạn, thì bạn nghe lời ba mẹ bạn dạy bạn cái gì, bạn nghe cái đó, đúng không? Thì công ty lĩnh vực bạn đang làm như vậy, bạn phải làm cho đối tác họ tin và yêu quý bạn vì điều gì đó. Thông thường người ta tin và yêu quý bạn vì bạn làm được khoảng 5 điều sau đây. Cống hiến giai đoạn đầu, đồng cam cộng khổ với họ giai đoạn đầu. Giai đoạn thứ hai là trung thành với họ. Cái giai đoạn cái thứ ba bạn làm được là chơi biết điều. Bạn biết điều, bạn biết lấy lòng, bạn cho họ cái gì đó mà bạn thấy họ thấy thành tâm với bạn, họ cũng biết điều rồi các bạn. Đó là cái cách bạn muốn người ta đối xử với bạn như thế nào, bạn đối xử tốt lại người khác như thế ấy. Thông thường những người đi bán hàng á, rất hay là có cái tâm là tôi phải kiếm cái gì đó lợi nhuận cho tôi, nhưng phải nghĩ đến lợi ích khách hàng lên trước nhất. Đó là lý do vì sao cái YouTube này Ngọc cho miễn phí, mà Ngọc cũng hay tặng quà khách hàng lắm, tặng quà qua email, quà trực tiếp, quà gặp mặt. Ngọc gặp khách hàng nào Ngọc cũng tặng quà hết, không kể là bạn thân hay là người yêu hay là khách hàng xa lạ, hoàn toàn là tặng hết. Cái thứ tư để cho họ yêu thích và tin bạn á, là những người bên cạnh họ, bạn cũng làm cho những người bên cạnh họ thích và tin bạn, thì họ cũng sẽ thích và tin bạn nhiều. Bạn biết cái tính chất bắt cầu không ạ? Người A yêu thích người B, người B là bạn của người C, người A cũng sẽ yêu thích luôn bạn của người C. Bạn nói đơn giản cho bạn dễ hình dung. Đời của bạn, bạn được thầy cô giáo bạn thương yêu, chiều chuộng và dạy dỗ cái lớp học đó, môn đó bạn đi học, bạn thích thầy cô giáo đó. Đến đời con của bạn, bạn cũng muốn gửi con lại cho người thầy cô đó dạy, đúng không? Bạn không gửi chỗ người khác. Vì đó là tính chất của cậu, bạn thích, bạn tin tưởng người thầy đó. Bạn cũng chỉ muốn con mình học ở chỗ người đó thôi, để được giỏi như thầy, như cô mình đã dạy. Thì cái câu hỏi thứ ba là bạn muốn xây dựng tốt á,
Ừ, bạn nên tập trung hết toàn lực của mình vào cái mà bạn đang xây dựng. Bạn muốn làm gì đó, bạn tập trung mỗi một ngày, bạn có thể ít nhất dành 8-10 tiếng thời gian công việc của mình để đi làm việc đó, toàn bộ luôn việc từ học đi làm, sửa soạn cái gì đó cho dự án khai trương, hay là bạn đi gặp gỡ những người nào đó cùng đồng hành với trong lĩnh vực này phù hợp với bạn, thì bạn phải tập trung vào cái một thứ thôi, một thứ trước nhất. Một thứ bạn làm được thì cái thứ hai, lĩnh vực thứ hai, lĩnh vực thứ ba, lĩnh vực thứ tư bạn sẽ xây xong. Ừ, chứ bạn có một cái nền nhà, tôi ví dụ như những anh sale bất động sản á, có cái máu chung là cái máu rất là khao khát kiếm lời. Để mà người sale từ bất động sản đi từ người nhân viên lên trưởng phòng lên giám đốc, ít nhất mất 3-5 năm, tối thiểu là doanh số của anh ta phải chạy. Ở Việt Nam tôi khuyên chân thành, nếu bạn muốn chơi với nghề này nên chơi với Alibaba, những công ty khác được không được thì cái đó nằm ở phần của bạn thôi. Nhưng cái vòng xây dựng nó của một anh từ con số 0 nhân viên đi lên tới giám đốc, anh Hoàng Hải, anh đóng thuế cao đấy, thì bạn có thấy không, ảnh xây dựng là một tháng anh đem về cho công ty doanh số bao nhiêu ảnh mới được cái bảng lương đóng thuế như vậy. Thì cái vòng này, ý là Ngọc nói trả lời được câu hỏi này, bạn phải tập trung tất cả những gì liên quan đến cái lĩnh vực bạn đang làm. Tôi nghĩ ra kế hoạch kinh doanh, người quảng bá cho tôi, người đại diện thương hiệu cho tôi là ai, người thư ký văn phòng cho tôi giao những nhiệm vụ gì, và cái người chủ đầu tư đó tôi đòi thêm cái gì, quyền lợi gì cho tổ chức của tôi, công ty của tôi đang làm, tôi đòi thêm cái gì mà người đó phải đáp ứng tôi mới làm. Còn không thì sau đó thỏa thuận. Rồi tôi phải gặp gỡ thêm những ai, tôi phải nhập thêm những sản phẩm gì, bất cứ cái gì miễn sao nó liên quan tới cái lĩnh vực bạn đang làm, bạn phải tập trung vô toàn lực cho nó. Bạn là chăm sóc một bó hoa, để bạn có bó hoa bạn hái, bạn tặng người yêu bạn thôi. Người ta trồng hoa dễ không ạ? Cũng phải từ gieo hạt, cũng phải có đất rồi tưới hoa, rồi phải tưới cây cho nó mỗi ngày nó mới lên. Rồi bạn chăm sóc người yêu bạn cũng vậy, bạn có người yêu rồi bạn cũng phải biết giữ chứ. Thì nó cũng như là cái giai đoạn mà bạn quen một cô gái, một anh chàng đó, nó cũng là ở cái vòng xây dựng đây. Xây dựng mối quan hệ là bạn biết giữ người ta, bạn giữ làm sao để hai bên càng ngày càng yêu thích và kéo gần khoảng cách với nhau hơn, và càng ngày càng thân thiết nhau hơn, như là nắm chắc trong tay là người đó sẽ là của mình, người đó sẽ là người nhà của mình, là vợ, là chồng của bạn. Thì bạn phải tập trung toàn lực vô rồi tìm hiểu rồi em ấy đi đâu, anh ấy ở đâu, ăn gì, thích gì, muốn cái gì, rồi đang làm cái gì, đang gặp vấn đề gì, đang như thế nào đó, đang bị cái gì. Thì cái vòng xây dựng ở đây là bạn phải trả lời luôn cái câu thứ 5. Bạn vượt qua được bao nhiêu khó khăn cho lĩnh vực của bạn hàng nào? Trả lời đi, hãy suy nghĩ cho mình cái câu hỏi thứ 5 quan trọng đó, để dẫn bạn đi đến vòng thu hoạch. Bạn đã vượt qua bao nhiêu khó khăn? Có thể là khó khăn thách thức về tài chính, thách thức về mối quan hệ, thách thức về kỹ năng, kinh nghiệm, thách thức về học vấn, bất cứ cái thách thức gì, một bài toán khó mà bạn vượt qua được, bạn là người giỏi, bạn bản lĩnh, bạn mới đi được tới nhập khu hoạch. Cho nên cái câu hỏi thứ 5 này ở cái vòng xây dựng đó là bạn phải biết bản thân bạn đã xứng đáng vượt qua bao nhiêu thử thách rồi, để bây giờ bạn được cái bước chân kế tiếp đi sang vòng khu hoạch. Cái này quan trọng này. Bạn yêu một cô gái, một anh chàng nào đó, cũng phải đi với người ta có hiểu ngàn bước chân chứ. Cũng phải đi hết quán này quán kia, rồi đi gặp hết ba mẹ của mình, ba mẹ của anh ta, rồi người nhà của mình, bạn bè của anh ta, cũng phải đi với anh ta hết ở khu du lịch này, đi du lịch khác, đi khách sạn này qua khách sạn khác. Cũng phải đi rất nhiều, tối thiểu là trung bình một giai đoạn mà quen nhau mà đi tính dòng xây dựng Ngọc cho là 500 đến 1000 bước chân đó. Thì bạn phải xác định
mà phải hai đứa đã trải qua những giai đoạn gì. Đau khổ, buồn, nhớ, ghen tuông, hờn giận hay là hưng phấn, tò mò, muốn tìm hiểu, muốn gắn bó. Rất là nhiều vấn đề đó mà hai đứa đã cùng nhau giải quyết và vượt qua được. Thì cái vòng xây dựng là câu hỏi thứ 5 này. Bạn phải trả lời đã có bao nhiêu thách thức trong đời mà bạn đã vượt qua rồi. Tôi kể cho bạn nghe cái câu chuyện của cái người bạn này của tôi. Cô bạn này rất là đẹp và đầy tham vọng người đại học. Thì tôi biết người bạn này kỹ năng mềm khá là chuẩn và rất là giỏi về đào tạo những người mới vào nghề. Đi một lần tình cờ thì cô bạn ấy rủ tôi gọi là ca hát thôi, vì nó nắm bắt tâm lý khách hàng khá là hay, cho nên nó rủ mình vào ca hát. Mình cứ dự định là mình nghĩ là bạn chung lớp với nhau, về ra vô công ty nếu như nó rủ mình vô đó ca hát thì không sao, chứ không sao đâu. Không ngờ cái vòng xây dựng của nó hay ở chỗ này, nhiều năm về trước rồi chuyện nó xảy ra khá là nhiều, bây giờ nó mất tâm. Khắp thế giới này không ai biết nó ở đâu, không chỉ biết là chắc là nó có gia đình rồi, nó mới có tương lai. Chứ nếu nó làm lĩnh vực này mà nó ra đường không ai chơi với nó. Thì cái vòng xây dựng của cô bạn này cũng làm hay chỗ này. Nó mời mình đến với tâm thái là đi hát kiếm tiền. Nhưng vô trong đó rồi nó đưa mình hết người này người khác, chốt và thuyết phục mình, và nó không cho mình rời cửa khỏi công ty đó. Thì Ngọc mới quay lại Ngọc khuyên nó cái này làm không có tương lai và cái này nó hơi lừa, cái này nó lách luật, cái này Ngọc khuyên hết tất cả những gì mình hiểu biết về cái này rồi. Nó vẫn cố gắng thuyết phục và nó biết cả nhà mình nguy hiểm cho đó, nó xây dựng đến nỗi bởi vì bản thân của những người đi làm cái nghề đó, tâm lý người ta là đã đầu tư vào đó quá lớn, buộc lòng là phải tìm theo những cái người nói dây để đẩy họ lên, chứ không là họ không có thu hoạch, không có lời. Buộc lòng là phải nắm chắc người đó, thuyết gì đó, như mấy cô bán và chốt trong cái spa đó vậy đó. Đã vô đó không biết làm sao mà nói chuyện rất là giống. Thì cái vòng xây dựng như vậy không hề tốt nha các bạn, không hề ổn chút nào. Cái vòng xây dựng là bạn phải làm như là tôi nói dễ hiểu cho trung tâm ngoại ngữ của tôi đang chuẩn bị khai trương. Thì cái vòng xây dựng là bạn xác định là tài liệu bạn cần chuẩn bị, hồ sơ giấy tờ du học, điều kiện nhập học, thủ tục làm visa, thông tin khách hàng ứng viên, thông tin học viên, rồi những người trong ban giám đốc phải bàn bạc hội họp lại với nhau, họ quyết định rồi tuyển dụng, khâu tuyển dụng nhân sự phù hợp. Cứ 10 cái hồ sơ bạn sẽ tuyển được 1 đến 2 người phù hợp vị trí đó. Hiện tại là trong công ty còn đang thiếu một telesale nam và một bạn lễ tân marketing chăm sóc khách hàng hành chính. Rồi cái kế tiếp là bạn phải xác định được là trang hoàng thiết bị như thế nào, bạn xây dựng thiết bị hiện đại như thế nào và chương trình lưu bài giảng như sao, cái giáo trình và cái cách dạy của người giảng viên bạn tuyển có hấp dẫn, có thu hút, có bắt mắt và có chất lượng nhiều hơn những trung tâm khác. Ở những trung tâm khác, thông thường Ngọc đã tìm hiểu kỹ hết các đối tác của họ, là đa số là họ chỉ ngừng ở mượn một cái ngưỡng dài cho các bạn biết nói, dạy biết nói để biết giao tiếp thôi. Đó, chứ chưa dạy ra thầy. Thì trung tâm cũng đang xây dựng để các bạn dạy ra thầy và có thêm nhiều sản phẩm để thu hút cho tất cả các bạn luôn. Dạy biết nói thì ai cũng dạy được, trường đại học nào cũng dạy được. Cho nên cái hơn như thế nào thì xin mời quý vị các bạn hãy cùng nhau đón cái ngày khai trương, thì chúng tôi sẽ có rất nhiều ưu ái cho tất cả các khách hàng của mình. Thường thì những trung tâm ngoại ngữ là Anh, Nga, Việt, Mỹ, Âu, trung tâm New Window, Anh, rất nhiều, cả nước mình thì nó trải dài hệ thống. Nhưng chung quy về thì họ chỉ có một cái gói sản phẩm là dạng ngoại ngữ và dạy để cho các bạn hiểu biết để nói. Nếu bạn có hiểu qua, bạn có là cái fan YouTube của tôi, bạn từng coi qua cái trademark thương hiệu nó hay như này, tôi sẽ hướng cho học viên của mình đi lên là dạy để ra thầy, dạy để ra nghề, dạy để làm có thương hiệu, để làm những cái lớp học
nhân bản như vậy nữa. Vì cái sản phẩm này nó rất là ngợi các bạn, nếu như các bạn hiểu chính xác về trademark thương hiệu, các bạn biết kinh doanh, cái sản phẩm này nó ngợi hơn rất là nhiều kinh doanh. Bạn kinh doanh, bạn ở vòng xây dựng và bạn lựa chọn sản phẩm là gói tư vấn giáo dục, khóa học, là visa, là những cái lớp học ngoại ngữ, lớp học tư duy, lớp học NLP, thì mãi mãi bạn làm ngoài cái đợt không hết. Những kinh doanh khác này, trà sữa, quán ăn, shop quần áo, kinh doanh nhà, quá trời quá đất luôn, kinh doanh chủ siêu thị, tập đoàn như Amway, hay là những kinh doanh, tôi xin thưa đó các bạn rằng tất cả kinh doanh đó họ bạn phải đầu tư. Không có gì là họ đầu tư cho bạn không đâu, bạn phải là người đầu tư với họ đấy. Bạn hợp tác rồi bạn bắt buộc bạn phải mua hàng, bạn phải phụ thuộc cái chính sách quản lý của họ, và bạn phải làm theo cái lưu trình mà họ đã vạch ra, cái sơ đồ trả thưởng hay là cái ủy quyền hợp đồng của bạn, bạn phải theo ý của họ. Còn NLP dạy cho tất cả chúng ta cái dòng xây dựng là các bạn hoàn toàn tự do, thoải mái làm, bạn thích làm việc lúc nào bạn làm, nghĩ sao kết quả đến đối với bạn mà hài lòng, và bạn làm cho tổ chức của mình đi lên là được rồi. Đó là bạn xây dựng tốt rồi đấy. Bạn xây dựng được cái tư duy, bạn gieo được một hạt mầm, bạn muốn cho nó lên tươi tốt, bạn muốn búp măng non thì bạn cũng phải có cái hạt giống tốt bạn mới gieo được. Đúng không? Thì cái hôm nay chúng ta sẽ trao đổi tới đây. Để quý vị các bạn hãy nhớ, cái vòng xây dựng này mình phải liên danh những đối tác là phù hợp với bạn, và cùng nhau giải quyết vấn đề, và cùng nhau hợp tác tốt. Và hãy nhớ chia sẻ cho bạn bè của mình, và cái món quà Noel này chúc cho tất cả các bạn là trong cái đợt tháng 12 những ngày cuối năm này thật là nhiều doanh số tốt, và cái vòng xây dựng các bạn thật là thú vị. Và hôm nay thì Ngọc sẽ tặng cho các bạn nghe một trích đoạn nhỏ ở trong cuốn sách này, có cái phần về lớp học tình yêu, là có một cái chương trong lớp học là cái tiết mình tìm hiểu làm sao mà có những người vào lớp học thì đa số là người yêu rất là hạnh phúc, nhưng lại có những trường hợp lý do nào đó mà bạn gái bạn bỏ bạn, thông thường là chia tay nhau là vì điều gì, và điều gì lại cái vòng xây dựng này nó bị phá hoại đi là điều gì ạ? Cái lý do thứ nhất, người con trai đó quá keo kiệt, đối xử với con gái quá keo kiệt, hà khắc cái gì đó, đó là lý do kinh khủng nhất trong một mối quan hệ bạn trai bạn gái. Nếu như bạn có lỡ gặp những người này thì nên lùi lại tình bạn là tốt, được không ạ? Keo kiệt nghĩa là sao? Nó quen bạn gần 2 năm rồi, gần 3 năm, gần bao lâu rồi, một món quà nhỏ nó chẳng hề tặng bạn, một ly nước cũng chẳng hề mời, và cha mẹ bạn nó chẳng hề cho quà, trong khi đó bạn nó xử nó tốt, cho quà, cho nước, cho đồ ăn rồi, đủ thứ, mọi thứ của bạn đã xử thì rất tốt, thứ đó là thứ cứ bỏ đi, đúng không? Cái lý do thứ hai, thằng này vấn đề giới tính, nặng. Lý do thứ hai, lý do thứ ba là cái cấp bậc cuộc sống không phù hợp, đẳng cấp không phù hợp. Một người từ bỏ nó, cái người xây dựng nó xây dựng không nổi người ta, vì người ta đi ô tô, đi xe tay ga, nó suốt đời nó chỉ đi được cái xe số thôi. Cha mẹ người ta thấy gì, cha mẹ người ta sẽ lắc đầu. Nhưng cha mẹ mà có con gái, có con trai nào đó làm sếp, làm giám đốc thì tối thiểu vẫn sẽ cho con mình quen một người sếp, người giám đốc tương tự, chứ không thể nào quen một thằng là giống như là mình định nghĩa nó một từ hơi khó nghe một xíu, như cu ly mới vô về. Vậy thì không bao giờ được. Cho nên ý mình nói là cái lý do thứ ba nó quan trọng. Bạn phải biết sàng lọc và lựa chọn này, không bao giờ để cái vòng xây dựng mình đi xây dựng tình yêu với một người như vậy nghe cả nhà. Thì cái thứ tư này, lý do mà người bạn bỏ bạn, cái thứ tư là do bạn trục lợi cá nhân nhiều. Trục lợi nó cũng gần như là keo kiệt vậy đó, làm cái gì đó nó có lợi cho nó nhiều, quen con người ta mà để mình có lợi nhiều, không biết làm cái gì giúp đỡ người ta, lúc đó người ta sẽ đánh giá mình rất thấp, ổn không ạ?
đó, cái còn nhiều lý do lắm, nhưng chung quy về đó là những lý do mà bọn xây dựng mạng của bạn. Vậy thì làm thế nào để xây dựng nó tốt đẹp? Nói tới thất bại cho nghe, bây giờ nói tới cái tốt đẹp. Cái tốt đẹp đây cái lòng xây dựng tốt đẹp thì cái đầu tiên đòi hỏi là bạn phải cho trước, làm sao bạn phải cho con người ta cái gì đó cũng được, cho con người ta buổi hẹn, chở người ta đi chơi, đi ăn, mời đi uống, mời đi ca hát, mời đi bất cứ nơi đâu, đi sự kiện hay đi cái gì đó kinh doanh, rủ đi làm giàu cũng được nữa. Cho con người ta cái gì đó, miễn sao là bạn tốt với con người ta ở chỗ bạn biết cho đi, cho đi chân thành. Cái thứ hai, để tốt đẹp bạn phải làm cho người nhà của người ta yêu thích bạn, đó là dòng xây dựng đó. Còn chuyện người nhà ta yêu thích bạn thường hay không là do nằm ở bạn. Có thể là yêu thích bạn là yêu thích bạn qua cái gì đó các bạn đó, ở bất cứ cái gì, có thể là sự nổi tiếng, sự thân thiện, cái duyên, anh nói dễ thương, và cái nghề nghiệp bạn làm tốt, và gia thế bạn tốt, thì cái nhà bạn ở rất là đẹp, hay là chiếc xe bạn đi rất là đẹp, và bạn ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, bạn khá là lương thiện, cái gì cũng được, miễn sao cái điều thứ hai bạn phải làm được, bạn phải để cho người nhà của cô gái này, anh chàng này yêu thích bạn. Người ta yêu thích bạn thì bạn với người ta mới có kết quả nha, mới đi được tới vòng thu hoạch nha. Bạn mà làm không nổi cái bước thứ hai thì bạn bước không tới cái vòng thu hoạch đâu, không có cưới được người ta đâu. Cho nên bạn cái thứ ba để làm tốt đẹp nữa, hãy cho đi, hãy xô hàng ra. Hãy hào phóng, hãy rộng lượng nhiều hơn, hãy bao dung ra nhiều hơn. Nếu là các anh bán hàng á, cái bí quyết bán hàng của các anh á là chỉ biết lên livestream với đi tìm cái bán hàng và ghi chốt đơn. Anh giám đốc á thì anh chỉ biết tuyển dụng và anh đào tạo nhân viên. Còn anh nghệ sĩ á, anh chỉ biết đi lưu diễn và anh mặc đồ thật là đẹp để diễn tốt cái show đó thôi. Vậy thì người yêu bạn thì sao? Bạn đi chinh phục một cô gái hay là bạn thiếu đuổi một chàng trai? Bạn xô hàng đó thì sao? Cái xô hàng anh muốn nói là không phải là khoe của, cũng không phải là bạn quá khoe khoang cái đó, cái gì đó. Cái không phù hợp thì không nên khoe. Nên khoe những cái đáng khoe, khoe những cái cho người ta ngưỡng mộ bạn đó, mới gọi là xô hàng. Có thể là khoe chiến tích, khoe công việc, khoe về những khó khăn, những thử thách bạn đã vượt qua, khoe về thành tích học tập, nếu bạn là học sinh sinh viên yêu nhau, nhớ không? Khoe về bất cứ cái gì. Ngọc nói là show hàng mà nó tế nhị chút xíu. Show hàng ở đây là có nghĩa là khoe để cho người đó có cảm giác hứng thú, tò mò, ngưỡng mộ và khâm phục bạn, rồi họ mới yêu bạn, họ mới theo đuổi bạn chứ, đúng không? Hãy show hàng ra, hãy show hết. Anh Minh Nam thì Ngọc góp ghi là lần sau anh Minh làm show nhẹ nhẹ thôi, bạn dân thiên hạ đều xem anh Minh. Ngọc cũng thích anh Minh chỗ đó, cho nên là cái xô hàng á thường là đàn ông á xô hàng làm sao để phụ nữ thấy thuyết phục và thấy quyến rũ, thường là do anh ta mặc áo mà họ hay nút, thường là họ hay nút, hoặc anh ta để một kiểu tóc rất là ấn tượng. Hai kiểu đó là rất quyến rũ, và cái cách dùng từ của anh ta, nói chuyện của anh ta, ngôn từ của anh ta, và ánh mắt đưa tình hay là cái miệng anh ta ngọt sẵn, đó là những cái xô hàng của anh ta, chứ không phải xô hàng là cái kia nha, không được nha. Thì cái thứ tư, để cho vòng cái vòng xây dựng bạn xây dựng được tốt trong chuyện quan hệ tình cảm, bạn què mà quen rồi tự nhiên thấy yêu người đó, theo đuổi người đó, cái thứ tư thì sao? Cái thứ tư, bạn phải bắt đầu nói lời bắt buộc thôi. Để cái giai đoạn xây dựng bạn không nói lời, làm sao người ta biết là bạn yêu người ta? Làm sao người ta biết là người ta cũng yêu bạn đó? Bạn không nói lời, người ta không có nghĩ như vậy, bạn không nói mãi mãi người ta không biết.
đừng có nghĩ là người ta đủ thông minh để người ta biết ý bạn là gì. Bạn phải nói là nói lời có nhiều cách lắm, bạn nói lời sao cũng được, có thể là hét nói hay là lựa trường hợp nào đó mà nó phù hợp rồi bạn mở miệng bạn nói, bạn thổ lộ cho người biết. Cái thứ tư này hay đó, cái dòng này hay ở chỗ là bạn biết người ta vậy rồi bạn mới xác định được tình cảm của hai bạn là đang ở ngưỡng nào, bạn thân hay là người yêu hay là cặp đôi yêu sắp cưới. Hãy ngó lời, bạn phải ngó lời thì bạn mới nắm chắc được là bạn đi đến vòng thu hoạch của người đó, bạn có được người đó không hay không là nằm ở chỗ bạn ngó lời. Cái giai đoạn bạn tỏ tình như thế nào thì hôm nay Ngọc sẽ chia sẻ tới đây thôi. Bây giờ cũng hết thời gian nghỉ trưa rồi, chúc cho tất cả quý vị các bạn gặp được thật là nhiều công việc thuận lợi trên con đường xây dựng của mình, và hãy nhớ chia sẻ và hãy tặng cho Ngọc thêm nhiều cái đăng ký để Ngọc có thời gian Ngọc lại tặng cho các bạn những cái video nữa các bạn nha.